Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một clip tóc, các thiết kế hình tượng tạo ra một phong cách cực kỳ sexy, gợi cảm nha các bạn. Và hôm nay thì mình vẫn chia tóc phân khu ra làm 4 phân khu chính, và mình thực hiện các phần sau trước. Và mình sẽ chia từ điểm sau óc, và phần phía sau mình sẽ cắt một cái đường line, một cái đường line để tạo độ nặng. Và bắt đầu chúng ta sẽ cắt gradation, cắt tầng 45 độ lên nha các bạn. Và các bạn nhớ là các bạn chia đường chia, đường chia ngang, nhưng mà các bạn chia hơi forward một xíu, tức là hơi xéo về trước một chút xíu, để khi mà khách ngẩng đầu lên nó không quá ngang. Có nhiều trường hợp khách ngẩng đầu lên là khi mà mình không chia đường chia forward phía trước á, thì nó sẽ bị hụt phía trước nha các bạn. Nó sẽ tạo ra một cái bài, một cái đường line, nhưng mà line nó hơi oval thì nó mất đi cái độ nặng nha các bạn. Cái phần sau óc này á là mình sẽ cắt góc độ 45 nha các bạn, và đường chia ngang để tạo độ phồng nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Mình không muốn nó phồng nhiều ở cái phần sau óc này. Mình chỉ muốn nó phồng nhẹ nhàng thôi. Và cứ thế chúng ta cắt 45 độ lên. Cắt đến khi nào mà hết phân khu tóc phía sau đầu. Các bạn nhớ là cắt kiểm soát được cái hướng đổ nè, cái lực kéo của mình nha các bạn. Các bạn nhớ cắt lên mà đến cái phần mà phía cái lớp ngoài cùng á các bạn, thì các bạn nhớ chú ý cho mình là cái hướng đổ tự nhiên nha các bạn. Các bạn đừng có nghiêng lệch quá nhiều nha. Thì nếu mà các bạn nghiêng lệch quá nhiều á thì nó sẽ bị, khi mà tóc nó khô á, nó sẽ bị hụt hai phần hai bên, thì nó lại không đẹp ha các bạn. Các bạn nhớ nha, hướng đổ tự nhiên, và cái lực kéo của mình á ở những cái lớp ngoài cùng thì mình kéo nhẹ thôi ha. Và tiếp tục cái mình hạ xuống hai cái phần bên mang tay, thì mình vẫn giữ cái phần line, mình cắt hơi square về phía sau để giữ độ dài phía trước nha. Nhớ nha các bạn, hơi square về sau để giữ độ dài phía trước. Và khuôn mặt trước á, gương mặt người mẫu của mình á thì tương đối là rất là tròn và gò má cao, nên mình sẽ cắt lớp phía trước nha các bạn, để tạo cái độ ôm về phía trước để che gò má nha các bạn. Nhớ nha. Và chúng ta vẫn chia section ngang, chia đường chia dọc, và mặt cắt là mặt cắt xéo nha các bạn. Trong trường hợp này các bạn cũng có thể chia password về phía sau, tức là đường chia xéo về sau để giữ độ dài phía sau cũng được nha các bạn. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình chia đường chia dọc và mặt cắt xéo. Các bạn nhớ kiểm soát nha, đừng có dơ tầng cao quá nha các bạn. Các bạn cứ cắt từ từ, một cái section các bạn chia mỏng thôi. Nếu mà các bạn chia dày quá thì chúng ta không thấy được cái đường line cũ để cắt nha các bạn. Và cứ thế chúng ta chia đến khi nào cắt đến phía sau đầu luôn. Các bạn nhớ là cắt đến sau đầu luôn nha. Tại vì nếu mà các bạn không cắt đến cái phần sau á thì nó sẽ bị sợi dài sợi ngắn nha. Nhớ nha các bạn, phải cắt luôn phần sau đầu. Và cứ thế chúng ta cắt hết cái phần bên phải đầu. Còn cái phần bên trái đầu tiếp theo á thì chúng ta sẽ lấy một cái đường guideline của bên trái đầu làm chuẩn. Và chúng ta nhớ là cắt một cái đường chuẩn đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt dài hơn xíu nha các bạn, để chúng ta chỉnh sửa. Lúc nào cũng vậy, bên cắt sau lúc nào nó cũng phải dài hơn bên cắt trước một xíu để chúng ta chỉnh sửa. Còn nếu không, nếu mà các bạn cắt lỡ hụt á, thì nếu mà chúng ta cắt lỡ đường cắt sau mà nó hụt hơn đường cắt trước một xíu thôi thì bắt buộc các bạn phải cắt lại hết đầu, thì nó rất là cực nha các bạn. Chú ý cẩn thận cái điều đó. Và các bạn nhớ đây là cái đường guideline cố định, thì các bạn kéo về hướng đổ các bạn á, cái lực kéo tép tóc về ở đâu, phía bên trái, ví dụ phía bên trái các bạn kéo về đầu chân mày, thì bên phải các bạn cũng phải kéo tép tóc đó về đầu chân mày cắt thì nó mới chuẩn được nha các bạn. Hoặc là các bạn kéo về đầu sống mũi thì các bạn kéo bên phải cũng phải về đầu sống mũi cắt.
Điều đó sẽ giúp các bạn kiểm soát được độ dài ngắn hai bên nha các bạn. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt tạo độ phồng phần phía trên đỉnh. Tức là chúng ta cắt tạo độ phồng phần vương miện đó các bạn. Và chúng ta thực hiện đường ray lai di chuyển để cho phồng đều đầu nha các bạn. Tạo cảm giác phồng đều đầu, sexy và gợi cảm nha các bạn. Và lên tới cái phần này á, thì các bạn cũng nhớ là các bạn chia một cái section cũng mỏng thôi để thấy đường ray lai chuẩn, chúng ta cắt cho nó chuẩn nha các bạn. Sau khi chúng ta cắt phần trên và chúng ta sẽ cắt liên kết phần dưới để giữ chiều dài phần dưới nha các bạn. Tránh phần dưới nó sẽ bị, chúng ta cắt phần dưới nó sẽ bị lủng nha các bạn. Và sau đó thì chúng ta thực hiện tiếp theo bên phía phần bên phải đầu. Thì chúng ta cũng lấy phần bên trái đầu làm chuẩn và thực hiện từng section mỏng đến khi cắt hết phần bên trái đầu. Các bạn chú ý một cái điều rất là quan trọng á, khi mà các bạn cắt liên kết giữa phần vương miện và phần viền nền phía dưới á, thì các bạn cắt mặt cắt lõm nha các bạn. Nhớ nha các bạn, mặt cắt con keo, mặt cắt lõm nha các bạn. Tức là mặt cắt xéo ngoài các bạn để giữ chiều dài phía dưới. Còn nếu mà các bạn cắt bằng luôn á thì nó sẽ mất đi cái viền nền phía dưới nha. Đây là một cái điều cực kỳ là quan trọng luôn nha các bạn. Cứ thế mà chúng ta cắt hết cái phần phía trước. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái phần phía sau. Phần phía sau thì các bạn chú ý một điều cho mình là mình sẽ bắt đường chia ngang và thực hiện kỹ thuật cắt layer 90 độ phía trên và áp dụng kỹ thuật cắt lớp để giữ độ dài phía dưới nha các bạn. Tại vì cái phần phía sau này mình không muốn phồng nhiều, mình chỉ muốn phồng phía trên để tạo lên một cái nét sexy, gợi cảm và che gò má của khách hàng. Phía sau thì mình muốn nó phồng rất là nhẹ nhàng, mình không muốn cột tóc bị rớt nha các bạn. Nếu mà các bạn cắt cao quá thì nó phồng rất là nhiều, và khi mà khách hàng chúng ta về nhà chúng ta cột tóc thì nó sẽ bị rớt cái phần đuôi phía sau ra nha các bạn. Các bạn cẩn thận thôi cái điều này. Sau khi chúng ta cắt kết thúc rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa tóc, tạo độ mềm, tạo độ bay, tạo độ sớ cho tóc nha các bạn. Trong cắt tóc á, kỹ thuật tỉa tóc rất là quan trọng nha. Tại vì tóc người châu Á và nói chung và người Việt Nam mình nói riêng á, là có một chiếc tóc rất là dày và sợi tóc rất là to, rất là thô. Nên khi mà chúng ta cắt xong rồi á, chúng ta phải tỉa cho độ mềm mại, độ bay, độ sớ nha các bạn. Và mình sẽ chọn giải pháp là tỉa 1/3 tóc và mình tỉa trượt nha các bạn. Chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Mong các bạn sẽ được những kiến thức bổ ích và các bạn sẽ thành công với màu tóc này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.